bạn nhé, mình là Lơ đây. Vừa rồi là cái đoạn video ngắn mà mình thực hiện bằng cái Osmo Action này. Khỏi phải nói thì ở những cái pha nước tung tóe hoặc là những cái pha tàu ngầm lặn thì những cái con camera hành động là một cái giải pháp rất là tuyệt vời. Khi mà chúng ta đi du lịch, ưu tiên sự nhỏ gọn này để làm các video du lịch, các video ngắn. Và quan trọng nhất là khi thời tiết mưa ẩm thì chúng ta hoàn toàn có thể mang con camera này đi cùng những con camera truyền thống để phòng khi những tình huống thời tiết xấu đó chúng ta có thể sử dụng. Và cái chiếc Osmo Action này là cái camera hành động đầu tiên của DJI sản xuất ra. DJI là một cái hãng chứ danh về sản xuất flycam từ bao nhiêu đời nay rồi đấy. Và đây là cái sản phẩm đầu tiên họ sản xuất ra, nó mang rất nhiều tính năng ưu việt. Nó có thể quay được 4K 60fps, chống rung, quay slow motion 240fps 1080 Full HD nhé. Có nghĩa là nó sẽ làm chậm được 10 lần những cái đoạn video mà chúng ta quay. Bên cạnh đó nó có một sự khác biệt và một cái ưu điểm rất là lớn, đó chính là cái màn hình phụ ở đằng trước này. Với cái màn hình phụ ở đằng trước này chúng ta hoàn toàn có thể làm vlog. Chúng ta có thể cầm như thế này và làm vlog này, rất là dễ dàng để căn khung mình so với các con camera hành động khác tự quay bản thân. Và trong cái video lần này mình sẽ chia sẻ 8 cái setting để cài đặt Osmo Action làm sao cho nó trở nên cinematic hơn nhé. Setting đầu tiên, setting quan trọng nhất mà không chỉ camera hành động mà kể cả flycam, camera cầm tay, đó chính là grid lines. Grid line nó chính là cái đường kẻ hai phía bên này, hai phía dọc màn hình và hai phía ngang màn hình. Nó sẽ giúp chúng ta bố cục khung hình và nó giúp chúng ta căn chủ thể ở chính giữa như thế này để từ đó chúng ta sẽ dễ dàng quay. Đây, để bật cái grid lines chúng ta sẽ vào setting này, cài đặt này. Đây, ở đây nó có phần grid này, bạn sẽ bật lên, on nó lên như này. Đó, như bạn thấy đây, cái grid line nó đã hiện lên. Đó, từ đó bạn có thể căn được, hình dung được ra và cái việc quay nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Cái setting thứ hai chúng ta luôn luôn phải thực hiện trong tất cả các loại camera nếu muốn quay được những suất phim chuyên nghiệp hơn, đó chính là manual, chỉnh tay, làm chủ các thông số về ISO, tốc độ màn chập. Còn về khẩu thì trong camera hành động Osmo Action này nó đã cố định là khẩu 2.8 rồi, cho nên chúng ta không thể nào thay đổi được khẩu mà chúng ta chỉ có thể thay đổi được ISO và tốc độ màn chập. Về ISO thì mình luôn ưu tiên ở ISO thấp nhất 100. Và để setting cái ISO chúng ta sẽ vuốt màn hình sang bên phải như thế này. Đó, chúng ta vào mục manual đây. Thì ở đây nó có thông số ISO này và shutter speed này. ISO nó là tăng sáng này và shutter speed nó chính là tốc độ màn chập. Thì thường thì mình hay để là ISO 100 tối thiểu. Trong một số tình huống thiếu sáng chúng ta có thể dao động ISO từ 100 cho đến 400 nhé. Trong cái ngưỡng này thì cảm biến nó vẫn ghi lại được khá là ổn và nó xử lý nhiễu khá là ổn nhé. Còn nếu để ISO quá cao từ 800 cho đến 3200 chẳng hạn thì nó sẽ bị, trong cái vùng thiếu chi tiết nó sẽ bị nhiễu. Về tốc độ màn chập chúng ta sẽ chỉnh ở dưới này. Tốc độ màn chập chúng ta sẽ tuân thủ quy tắc 180 độ, có nghĩa là tốc độ màn chập luôn luôn gấp đôi frame rate. Ví dụ mình quay bằng 24fps này thì mình sẽ để tốc độ màn chập là 50. Đó. Hoặc nếu mà mình quay bằng 60fps này chẳng hạn thì mình sẽ chuyển tốc độ màn chập sang 120. Đó, lúc đó thì video nó sẽ motion blur, nó sẽ giúp cho cảnh quay nó giống với mắt người nhé. Và chúng ta cần phải chỉnh sang flat profile, decenterize. Decenterize này sẽ giúp chúng ta bảo toàn được khung hình một cách tối đa. Mình sẽ ví dụ ra cái trường hợp mình để auto và cái trường hợp mình chỉnh bằng tay decenterize nhé. Cái đoạn mình chỉnh auto đây, ở trong cái đoạn video này, như các bạn thấy là cái màu sắc nó đã sai sự thật. Như cái bộ váy ở trong cái cảnh quay này thực chất là nó màu đỏ cơ, nhưng mà khi vào phần mềm nó tính toán, nó chỉnh auto tự động, nó lại chuyển sang thành màu hồng. Thế cho nên cái màu sắc nó đã bị sai hoàn toàn so với thực tế. Vậy cho nên khi chỉnh decenterize nó sẽ như thế này, màu nó sẽ nhạt nhạt hơn so với bình thường. Nhưng khi chúng ta ok ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được màu và những cái chi tiết ở trong khung hình nó sẽ bảo toàn. Để chỉnh decenterize chúng ta sẽ vuốt màn hình sang bên phải như thế này. Sau đó các bạn sẽ vào cái hình máy quay ở dưới này. Và đây có phần decenterize này. Bình thường nó sẽ là normal đó, nhưng bạn thấy toàn bộ các màu sắc này, saturation và một số cái chi tiết ở trong khung hình nó đã chỉnh sẵn rồi. Còn khi để decenterize này, cái đặc trưng của decenterize này nó sẽ bật hơn. Tuy nhiên những cái chi tiết ở vùng tối như thế này, nó sẽ thu lại được nhiều hơn. Cái setting thứ ba mà mình muốn cần lưu ý đó chính là cái white balance. White balance nó là cái nhiệt độ màu và các bạn không được để auto. Các bạn phải chỉnh nó theo cái điều kiện thời tiết môi trường, hoặc đơn giản nếu các bạn vội quá đi trong đó thì các bạn cứ để nó ở một cái môi trường nào đấy, chẳng hạn như mây mù hoặc là trong nhà chẳng hạn. Thì sau đó chúng ta có thể điều chỉnh lại phần mềm. Nếu mà để auto white balance thì nó sẽ tự thay đổi các thông số đó khi quay, và cái chuyện hậu kỳ ghép hai cái đoạn nó bị nhảy màu qua lại ấy, nó rất là vất vả. Bởi vì khi để auto thì máy nó sẽ tính toán thời tiết các thứ rồi nó tự nhảy màu trong cùng một đoạn video nhé. Và để cắt ra để ghép lại nó sẽ rất là vất vả. Thế cho nên chúng ta sẽ custom white balance. Đây, chúng ta sẽ vuốt màn hình sang bên phải này, chỉnh vào máy quay. Và đây, white balance, đây mình đang để 4800 này.
Tuy nhiên các bạn có thể cài đặt theo môi trường nhé. Sau đó về chúng ta có thể thay đổi sau trên phần mềm. Cái setting thứ tư để làm chủ Osmo Action khi quay ấy, đó là chính là cái cảnh báo cháy sáng. Như các bạn biết, cảnh báo cháy sáng này nó chính là những cái đường sọc để cho chúng ta biết được khung hình có đang bị cháy hay không, để từ đó chúng ta có thể giảm độ sáng khung hình. Để xem được cái cảnh báo cháy sáng này, chúng ta sẽ cần kết nối Osmo Action này với lại điện thoại thông qua cái app DJI Mimo. Đây, và bây giờ mình sẽ bật cái app DJI Mimo lên này. Và đây là cái app để chúng ta kết nối điện thoại với DJI Osmo Action này. Và đây ở trên màn hình nó hiện sẵn cái thiết bị của mình này, là DJI Device Found. Mình click vào Connect này. Cái việc kết nối ở trên DJI nó rất là nhanh. Chúng ta chỉ cần bật Wi-Fi lên và vào cái app này là lập tức có thể kết nối rất nhanh và dễ dàng, chứ nó không hỏi nhiều và nó không phải qua quá nhiều bước. Như hiện tại thì cái điện thoại của mình đang kết nối trực tiếp với Osmo Action này. Và để bật cái cảnh báo cháy sáng lên, chúng ta sẽ vào ba dấu chấm ở phía dưới bên trái và Overexposed Alert, các bạn sẽ turn on nó lên này. Và tiếp theo là Histogram, là cái biểu đồ sáng. Hiện tại khung hình chưa bị cháy sáng nhé. Nhưng đây mình sẽ thử tăng cái đèn. Mình sẽ thử tăng cái đèn chiếu sáng ở trên này lên và chúng ta sẽ biết là nó cháy sáng như thế nào. Khi mình bật này lên thì nó đã cảnh báo là khuôn mặt mình đang bị cháy này. Nó đang dư sáng và nó đang bị mất hết chi tiết, nó đang bị cháy sáng ấy. Và chúng ta phải điều chỉnh làm sao cho cái vạch ngựa vằn này nó biến mất đi. Cái vạch ngựa vằn này chính là cái cảnh báo cháy sáng ấy. Hạ ISO xuống này. Đó, ISO 400 bây giờ nó đã mất cháy sáng rồi, bây giờ khung hình nó đã có thể ghi được rồi. Thế cho nên khi chúng ta quay ở bên ngoài, chúng ta có thể áp dụng cái cảnh báo cháy sáng này để biết được khung hình đã ổn định hay chưa nhé. Và ở cái setting thứ 5, để cho cái setting quay của chúng ta nó đỡ camera hành động và nó chuyển sang phim ảnh hơn ấy, thì các bạn sẽ khử cong. Ví dụ như cái vòng này, các bạn có thể thấy cái vòng này thực chất là nó đang là thẳng này, thu lại cái hình ảnh của nó cũng đang là cong, và lên trên màn hình nó sẽ thành một cái dạng gương cầu lồi. Và để khử cong, chúng ta sẽ vào quét màn hình sang bên phải này, chọn cái phần máy quay này và chọn để warp nhé, là khử cong này, bật on lên. Đó, như các bạn thấy nhé, để mình off lên này, khi mình off lại thì nó sẽ ghi được nhiều chi tiết hơn, bởi vì camera gương cầu lồi đang hoạt động, nó ghi được nhiều chi tiết xung quanh. Điều này rất thuận lợi cho các bạn khi các bạn quay các video thể thao nhé, hoặc làm vlog nhé, nó sẽ thu được rất nhiều chi tiết ở xung quanh cái viền màn hình. Tuy nhiên khi mà quay video dạng cinematic ấy, chúng ta sẽ phải để màn hình nó thẳng. Đây, khi mình off này, các bạn có thể thấy nhé, cái vòng lấy nét này, cái vòng xanh xanh này nó đang bị cong đúng không? Và mình on lên, đó, nó thẳng trở lại này, nó thẳng lại trở lại đúng với kích thước. Và đây khung hình nó sẽ giống như một chiếc camera bình thường, chứ nó không mang tính chất hành động nữa. Điều thứ 6 quan trọng không kém để cho video cinematic hơn, chúng ta sẽ tạo hai cái đường viền màu đen ở phía trên và phía dưới như thế này, bằng cách sử dụng công cụ crop top và crop bottom nhé. Video của chúng ta sẽ cinematic hơn rất nhiều. Thứ 7, những shot quay dưới nước. Dĩ nhiên rồi, sở hữu một chiếc camera hành động như thế này và có khả năng kháng nước 11m, chúng ta hoàn toàn có thể làm một số shot quay dưới nước khá là độc và làm cho video của chúng ta trở nên rất là đặc biệt. Ví dụ như shot quay này là một shot quay mà mình dùng một cái gậy tự sướng và mình gắn cái Osmo Action của mình vào và mình nhúng nó xuống nước, sau đó mình đưa lên để quay mẫu. Đó, shot quay này trở nên rất là đặc biệt. Slow motion ở những khung hình đặc biệt, Osmo Action nó có khả năng quay đến 240fps Full HD, có nghĩa là nó sẽ làm chậm lại 10 lần so với lại thời gian gốc. Nó sẽ chậm lại 10 lần. Ví dụ như cái đoạn té nước này, tung váy này, hoặc khi bạn chơi các môn thể thao như là trượt ván, nhảy cầu, bể bơi hoặc các môn thể thao hành động khác mà bạn muốn slow lại, thì các bạn có thể chuyển setting FPS sang 60, 120, 180 hoặc thậm chí là 240 để thu lại được nhiều khoảnh khắc thú. Và để chỉnh cái FPS này, các bạn sẽ vào muôn màn hình dưới lên này. Đây, khi chúng ta quay 4K nhé, nó sẽ có 60fps này là tối đa này, là chúng ta có thể slow motion lại. 1080 này, chúng ta có thể slow motion lại 120fps này, nó sẽ slow lại 5 lần này. Và 240 nó sẽ slow lại 10 lần. Và khi bật những cái này nên các bạn lưu ý là nó sẽ tắt cái chế độ chống rung nhé. Các bạn có thể nhìn thấy Rock Steady này, nó đang bị off, nó bị tắt đi này. Và chỉ có thể ở 60fps thì cái Rock Steady này mới hiện lên. Cái điều này thì các bạn không phải lo lắng, bởi vì khi quay 240fps, trong cái video vừa rồi mình đã quay một vài shot bằng 240fps, và vì nó slow lại
10 lần, cho nên là cái độ zoom của nó không thể nào nhận biết được bằng mắt thường. Vừa rồi là những cái mẹo setting của mình để cho các bạn có thể setting cho cái camera hành động của các bạn có thể quay phim nhìn điện ảnh hơn, cinematic hơn và nhìn có vẻ chill hơn nhé. Những setting đó khá là đơn giản nhưng nếu các bạn áp dụng đúng lúc, đúng chỗ thì nó sẽ tạo nên những cái cảnh quay vô cùng đặc biệt và điện ảnh nhé. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích, hãy like, đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới để xem những cái video về nội dung quay phim, các cách sáng tạo hơn khi làm phim nhé. Bây giờ thì chào tạm biệt.